Thực hiện chỉ thị số 35 của Thủ tướng Chính phủ về xử lý vi phạm nồng độ cồn đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an các địa phương tăng cường tuần tra kiểm soát và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm nồng độ cồn với phương châm không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Toàn tỉnh có hơn 20.000 trường hợp bị xử lý vi phạm về nồng độ cồn, tăng hơn 9.000 biên bản so với cùng kỳ năm trước. Điều đó cho thấy sự quyết tâm của lực lượng tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm. Không chỉ trong các đợt cao điểm mà hiện nay, việc xử lý vi phạm nồng độ cồn được các tổ công tác duy trì thường xuyên với nhiều khung giờ khác nhau. Đặc biệt là cái nồng độ cồn, nó là nguyên nhân gây tai nạn và rất là thương tâm. Thế cho nên là đề nghị người dân là nghiêm chỉnh chấp hành những việc đã tham gia giao thông thì không uống rượu bia. Bởi vì lực lượng chức năng từ nay đến Tết sẽ xử lý rất là nghiêm, không có vùng cấm và sẽ có rất nhiều cái đợt cao điểm tiếp tục. Chỉ thị số 35 của Thủ tướng Chính phủ về xử lý cán bộ, đảng viên và chiến sĩ trong lực lượng vũ trang vi phạm nồng độ cồn được nhân dân đồng tình ủng hộ và đánh giá cao. Tôi rất đồng tình với cái việc này và cái việc mà đã xử lý những cán bộ là lực lượng vũ trang cũng như là cán bộ đảng viên vi phạm nồng độ cồn là tôi rất đồng tình. Tôi tán thành chứ còn không phiền hà gì cả, bởi vì mình cứ chấp hành thì cũng là không xảy ra tai nạn. Đấy là thứ nhất. Thứ hai nữa là mọi người nên tham gia giao thông làm sao cho nó an toàn, vì tính mạng con người là trên hết, chứ còn chức trách đi làm thì làm đúng luật. Anh nào mà uống rượu hoặc là đi sai hoặc là không chấp hành thì phải chịu những hình thức là luật pháp quy định. Ghi nhận tại nhiều địa phương trong thời gian qua cho thấy ý thức chấp hành các quy định về giao thông của người dân đã được nâng lên. Tỷ lệ người điều khiển ô tô vi phạm nồng độ cồn đã giảm sâu. Tuy nhiên vẫn còn một bộ phận người dân chưa nêu cao ý thức chấp hành, trong đó tập trung chủ yếu là người điều khiển xe máy. Tại vì công dân thì cũng nhận thức được, nhưng may là đúng là hai cái lịch nên là cũng người đoạn người kia dục qua nên là sốt ruột, nên thôi đính điều. Lúc ở nhà đi thì tối đến thì cũng làm một chén bia thôi. Thế đi đến đây các chú tuyết còi thì có thế này chấp hành nghiêm chỉnh đấy. Từ đầu năm tới nay, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã xử lý vi phạm đối với 600 trường hợp cán bộ đảng viên, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang vi phạm nồng độ cồn. Kết quả này thể hiện rõ quan điểm không có vùng cấm, không có ngoại lệ trong xử lý vi phạm của lực lượng chức năng. Khi xử lý chúng tôi đều điều tra, nắm tình hình, nắm cái đối tượng vi phạm, người vi phạm là công chức hay viên chức hay là lực lượng vũ trang thì đều có cái thống kê. Cho nên là cái chỉ thị 35 của Thủ tướng Chính phủ thì cũng là rất là hiệu quả và rất là kịp thời và rất là chính xác. Nó góp phần vào cái việc mà chuyển biến cái nhận thức từ lãnh đạo đến chỉ huy đến cán bộ chiến sĩ cũng như là đảng viên và công chức viên chức nhà nước. Từ nay tới cuối năm, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh tiếp tục ra quân thực hiện cao điểm xử lý vi phạm về nồng độ cồn.